Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được quý vị khán giả đồng hành trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới nhất liên tục. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu màu vàng lớn nhất trên thế giới. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa Xã, cây cầu phía thượng lưu thoát nước màu vàng ở tỉnh Sơn Tây phía Bắc của Trung Quốc đã bị đánh sập do lũ lụt trong những ngày vừa qua khi mưa lớn dịch chuyển từ miền Nam lên phía Bắc Trung Quốc, buộc phải đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng này trong những tuần tới. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất sông Hoàng Hà, cũng là nổi tiếng thác nước màu vàng lớn nhất trên thế giới. Với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa có thể lên tới 50m trong mùa lũ. Từ ngày đầu tháng, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2023 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên tới 1.500 mét khối trên giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường. Do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà đã xả lũ từ một hồ chứa nước nổi tiếng trên toàn thế giới về nước có màu vàng thác Hồ Khẩu, giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy lũ mạnh nhất trên thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác nước màu vàng lớn nhất thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút rất đông du khách. Hôm qua, Trung Quốc đã cảnh báo mưa lũ cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh, cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Về các trận mưa bão ở một số tỉnh và khu vực nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút nước trong gần 2 tháng vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lời bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay, trong 3 ngày tới, dự kiến sẽ có mưa xối xả ở khu vực Nội Mông, Bắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Một số khu vực nói trên có lượng mưa lớn hơn 170mm mỗi giờ kèm theo dông bão và gió giật mạnh. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt, lở bùn và lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm nêu trên. Trung Quốc có một hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh lam. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa nhà cao tầng ở thành phố Tây An đã bị sập hoàn toàn, may mắn không ai bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc ở các tỉnh phía Tây, Sơn Tây và Hà Nam, các tỉnh cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho hay xả lũ từ thượng lưu đến ở các vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía đông. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc thông báo khu vực thượng nguồn sông và khu vực đông bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn trong 2 tuần tới. Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc ông Nhà Khải Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của các thứ trưởng, các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô, Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Nhạc nói với tất cả quan chức từ các tỉnh thành rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả lũ từ con sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước ở các hồ có thể chứa đựng nước lũ sắp đổ về. Ông Nhạc không cung cấp chi tiết về tình hình lũ lụt nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Ông Nhạc phân tích, tuy lũ lụt trên sông Dương Tử có giảm xuống nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của con sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là phải có nguy cơ vỡ bờ đê và vỡ đập. Kính thưa quý vị, những diễn biến liên quan thượng nguồn của con đập Tam Hiệp bị vỡ. Mới đây, một cư dân sống ở thượng nguồn Tam Hiệp đã đăng tải một đoạn video cho thấy sạt lở đất kéo theo rất nhiều ngôi nhà cao tầng ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cảnh video cho thấy một người phụ nữ đã phản ứng thông minh cứu được 21 dân làng may mắn thoát nạn trước lưỡi hái tử thần. Qua đoạn video này cho thấy điều đó đang chứng minh một luận điểm đã có từ lâu rằng con đập siêu khổng lồ này sắp vỡ trong tương lai là điều chắc chắn. Có phân tích của các chuyên gia cho rằng có thể đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong năm nay và nhanh nhất là cuối tháng 11, thậm hoặc chậm hơn là sang tháng 12 với đà tiến của việc sạt lở ở thượng nguồn do mưa lũ kéo dài xuyên suốt gần 3 tháng. Chưa dừng lại ở đó, đập Tam Hiệp phải hứng chịu liên tiếp 3 trận đại hồng thủy với cường độ khác nhau. Các cụ đã nói, mưa dầm thì thấm lâu, những ngọn núi vệ tinh xung quanh con đập một khi đồng loạt sạt lở. Điều đó sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền bồi thêm kinh hoàng. Cũng giống như bản thẳng hòn đá và cung nước, thì áp tự nhiên nước sẽ nâng lên cao. Đó là hiện tượng tự nhiên dễ hiểu và đập Tam Hiệp cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây là video ví dụ điển hình cho những minh chứng đó. Lượng đất đá khổng lồ từ trên cao dội xuống hồ chứa trong phút chốc.
lượng nước trong hồ đập Giang Hiệp sẽ dâng cao, cộng thêm với lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về. Có ai dám đứng ra đảm bảo rằng con đập sẽ tự tin đứng vững trước sức ép của hồ chứa lớn nhất đạt giới hạn cực đại, áp lực tăng lên đột ngột trong tích tắc và đương nhiên con đập Giang Hiệp sẽ vỡ tung. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, đã xen với các vấn đề động đất, những vấn đề bất ổn tại khu vực vệ tinh xung quanh liên quan tới khu vực lở kể trên. Hôm vừa qua, một đoạn đường đi vào trạm phát điện của con đập Tam Hiệp này cũng đã bị đất đá trôi vùi, khiến cho chính quyền Trung Quốc phải hết sức toàn lực để giải tỏa con đường. Đan xen với việc đó là xóa hết tất cả các dấu vết từ hình ảnh, video cho đến các thông tin liên quan tới con đập. Thưa quý vị, có một điều người ta thường nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa Trung Quốc bây giờ gây ra không chỉ ở trong nước mà đã lan tỏa ra cả thế giới. Có rất nhiều người thậm chí đã nguyền rủa khi nhận ra bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Người ta luôn mong muốn rằng có một quả báo dành cho các nhà lãnh đạo của đất nước này, trong đó chắc chắn không thể bỏ qua người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Xét về khía cạnh tính nhân đạo của con người, chúng ta không mong những điều bất hạnh đến cho người dân vô tội của Trung Quốc. Nhưng những gì mà đất nước này đang phải gánh chịu và chắc chắn sẽ còn phải đối diện tiếp tục trong tương lai thì rất khó có thể đảo chiều. Đập Tam Hiệp là một quả bom hẹn giờ mạnh hơn chục lần bom nguyên tử. Nếu về vấn đề nghiêm trọng nói ở đây chính là khi nó vỡ, thì chắc chắn bản đồ chính trị thế giới sẽ không còn cái tên Trung Quốc nữa. Trong bối cảnh đợt đại hồng thủy số 3 trên sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã có chỉ đạo mới nhất rất bất thường khi ra chỉ thị tăng cường lực lượng công binh và quân đội Trung Quốc đến đập Tam Hiệp. Theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, lữ đoàn công binh công trình 249, 253 và 293 thuộc binh chủng công binh quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có mặt tại đập Tam Hiệp để thực hiện công tác cứu hộ và cứu nạn. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát về đê điều Trung Quốc cho biết, nếu không tiếp tục tăng tốc độ xả lũ, dự kiến ngày mai mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp sẽ ở mức 165,5m. Theo thiết kế, con đập có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175m, có nghĩa là chỉ còn chưa đến 10m nữa là sức chịu đựng của con đập sẽ đến giới hạn cực đại. Cộng thêm sạt lở di chuyển ở thượng nguồn, hơn lúc nào hết cả thế giới đang cùng nín thở và chờ đợi số phận của nó, số phận của con đập Tam Hiệp liệu có trụ nổi hay không. Mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Trùng Khánh đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1981. Mưa lũ đã ngập đến chân tượng Phật khổng lồ có niên đại hơn 1.200 năm tuổi và bắt đầu rút dần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đợt lũ số 4 kèm theo thảm họa địa chất đã khiến 14 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Vân Nam, gần 40.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người dân địa phương đã bị ảnh hưởng do lũ lụt. Một thông tin rất quan ngại khi tỉnh Vân Nam là một trong hai nơi giáp danh với biên giới Việt Nam của chúng ta. Theo nguồn tin của người dân địa phương tại cửa khẩu cho biết, hiện rất nhiều người Trung Quốc đang ở bên kia biên giới tìm đủ mọi phương cách như mua chuộc người bản địa dẫn đường, vượt rừng, vượt sông, vượt suối tại các đường tiểu ngạch, hòng mong muốn vào đất nước của chúng ta tránh trú. Nhưng các lực lượng biên phòng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biên, trực chiến 24/24 giờ, quyết không bao giờ thương lượng với bọn chúng. Vì nhiều người trong cộng đồng mạng trong và ngoài nước cho rằng nhân từ với giặc chính là tự bắn vào chính mình, lòng nhân đạo cần phải đặt đúng nơi đúng chỗ. Người Trung Quốc xưa nay thật giả lẫn lộn, ai dám đảm bảo trong dòng người di tản kia không có thành phần chống phá đất nước. Thành phần nổi loạn và nguy hiểm hơn cả là những người mang mầm mống dịch bệnh. Khảo sát nhẹ được đặt ra, nếu quý khán giả là người quyết định thì chúng ta có nên giúp đỡ phần nào người dân Trung Quốc tội nghiệp kia đang ở biên giới hay không, khi họ vẫn ngày đêm cầu mong chúng ta mở cửa biên giới cứu mang họ. Đừng quên để lại bình luận của mình ở dưới video để mọi người thảo luận với nhau rõ hơn về tình hình này. Quay trở lại với tình hình hiện tại tại Trung Quốc, theo thống kê của Cục Tính toán, ước tính thiệt hại ban đầu đối với các tỉnh miền Nam của Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 453,7 triệu USD. Chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay tỉnh này vẫn đang nỗ lực khôi phục hệ thống liên lạc điện nước và giao thông, trong khi tiếp tục cứu hộ người dân bị mắc kẹt. Máy bay trực thăng hiện cũng được triển khai để cứu hộ những người đang mắc kẹt trong nhà không kịp đi sơ tán. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 400.000 người và khiến 72.000 người phải sơ tán. Chính quyền Cam Túc thông báo, tại Trùng Khánh khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, mực nước đo được tại trạm thống thang trên sông Dương Tử đạt 191,55m.
cao hơn 0,14m so với mức kỷ lục và vẫn đang gia tăng. Trùng Khánh nằm trên khu vực hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng, hệ thống sông ngòi trong thành phố dày đặc. Trong khi đó, địa hình Trùng Khánh chủ yếu là đồi núi, rất khó thoát nước. Quan chức thuộc Ủy ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trùng Khánh nhận xét, trận lũ thứ tư đã khiến Trùng Khánh thiệt hại 354.000 USD, hơn 260.000 người bị ảnh hưởng. Thông tin trên đã kết thúc chương trình video của chúng tôi ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và bấm chuông thông báo ở góc màn hình kênh để nhận được thông báo mới nhất chúng tôi sẽ phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.